app VietJack. Giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Chào các em, cô là Ly, giáo viên bộ môn sinh học. Thì hôm nay chúng ta sẽ học bài 50 vệ sinh mắt. Bài trước chúng mình đã học về quá trình tạo ảnh mắt này, thì cấu tạo mắt để mắt làm được cái nhiệm vụ là truyền lại hình ảnh từ vật tới bộ não rồi khiến chúng ta nhìn thấy vật. Vậy thì chúng mình cần phải vệ sinh mắt như thế nào, bảo vệ mắt như thế nào, vì mắt chính là cửa sổ của tâm hồn chúng mình, đúng không nào? Rồi thì đầu tiên chúng mình sẽ tìm hiểu trước về phần thứ nhất là các tật của mắt. Các bạn có thể kể nhanh cho cô xem là có những tật nào về mắt mà học được chúng mình rất hay nhìn thấy nào. Đó là cận thị, đúng không? Cận thị thì sẽ thường đi kèm với loạn thị này. Rồi thì người già thì sẽ có viễn thị. Hôm nay thì chúng mình sẽ tìm hiểu chủ yếu về phần thứ nhất là cận thị này. Tật thứ nhất của mắt là cận thị và tật thứ hai là viễn thị. Cận thị thì như chúng mình biết là chúng mình sẽ rất khó để mà nhìn những vật ở xa hoặc là những cái chữ rất nhỏ ở xa. Đó, vì vậy chúng mình cần cách khắc phục nhanh nhất là đeo kính. Còn đối với người già thì ngược lại là người già họ chỉ nhìn thấy những vật ở xa thôi, còn đưa gần thì họ không nhìn thấy. Vậy thì cụ thể của cái bệnh này biểu hiện như thế nào, nguyên nhân gây ra là sao thì chúng mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Đầu tiên thì chúng mình tìm hiểu phần một nhỏ là cận thị. Cận thị là cái tật mà mắt chỉ có thể có khả năng nhìn gần. Như chúng mình học ở bài trước thì khi mà chúng mình nhìn vật ấy, thì để mà chúng ta có thể nhìn thấy vật thì thể thủy tinh này, cái thể thủy tinh này nó sẽ co giãn, sẽ điều tiết làm sao cho mắt chúng ta có thể nhìn thấy vật bằng cách là ảnh của vật này rơi trúng vào màng lưới. Nhưng mà ở người cận thị thì cái ảnh của vật này nó lại không rơi vào màng lưới mà nó rơi trước màng lưới. Vì vậy nên chúng mình chỉ có thể nhìn gần thôi, không thể nhìn xa được. Và nếu mà đặc biệt là nếu mà cái vật đó là càng nhỏ, càng xa thì chắc chắn là không nhìn thấy gì luôn. Đó, đặc biệt là những cái bạn mà cận rất nặng thì rất khó để mà nhìn nếu mà không đeo kính. Vậy thì nguyên nhân là gì? Chúng mình hay thấy nguyên nhân của bệnh cận thị là đọc sách nơi quá tối này, nơi không đủ ánh sáng này, hoặc là xem phim này, hoặc là trò chơi quá nhiều này, đọc sách, quan sát quá gần, quan sát các vật quá gần. Đó là nguyên nhân gây ra cận thị. Đấy là nguyên nhân mà sau này. Vậy thì còn nguyên nhân gì nữa nào? Còn nguyên nhân bẩm sinh. Bẩm sinh là gì? Bẩm sinh là do cái cầu mắt này nó quá dài, do cầu mắt dài, do bẩm sinh, hoặc là do chúng mình luôn luôn khiến cho cái thể thủy tinh này nó phồng quá mức, nó căng quá mức. Khi mà chúng mình càng đưa vật lại gần thì cái thể tinh này càng phải phồng lớn lên để mà nó điều tiết sao cho nhìn rõ vật nhất. Nếu mà cái thể thủy tinh này nó phồng trong một thời gian quá dài, chúng mình làm gì cũng thế, nếu mà để một cái vật quá dài trong nó luôn luôn phải làm việc quá sức trong một thời gian quá dài thì nó sẽ không thể trở về được cái hình dạng ban đầu nữa. Tương tự như cái lò xo ấy, nếu các bạn cứ kéo giãn nó quá mức thì đến một lúc nào đó thì nó sẽ không thể co lại như cái hình dạng đầu tiên của nó nữa. Thì tương tự như cái thể thủy tinh này cũng vậy. Và nó mất khả năng giãn, vì thế khiến cho chúng mình chỉ có thể nhìn được vật ở cái khoảng cách gần thôi. Vậy thì đặc điểm là gì? Đặc điểm của cái bệnh cận thị này thì chúng mình cũng biết rồi. Đó là khi mà nhìn bình thường thì ảnh của vật sẽ luôn ở phía trước màn lưới và chúng mình sẽ rất khó để mà quan sát được vật một cách rõ ràng. Vậy thì khắc phục cái tình trạng này như thế nào? Khắc phục thì chúng mình thấy là nếu mà chúng mình bị cận thì bố mẹ sẽ đưa đi khám mắt, đo mắt, rồi sẽ chọn một cái cặp kính phù hợp. Và kính đó thì nó sẽ là kính cận hay là kính phân kỳ để mà điều chỉnh cái tiêu cự sao cho cái ảnh của vật này nó rơi đúng vào màng lưới để chúng mình có thể quan sát vật được dễ nhất và không bị quá căng thẳng, căng mắt để mà nhìn vật nó rõ hơn. Và tuy là chúng mình đeo kính để mà nhìn thấy vật rõ hơn rồi, nhưng bên cạnh đó thì chúng mình vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định khi mà đọc sách. Nếu mà chúng mình cứ mặc định là đeo kính rồi đi cận đeo kính rồi là thế là được rồi, không phải sợ nữa. Vậy thì nó vẫn sẽ tiếp tục tăng độ cận. Một số bạn thì bảo là cái cận này thì sau này mổ được, tại vì chúng mình thấy là cái chương trình mổ mắt bây giờ nó rất là phổ biến và hầu hết đấy thì chúng mình thấy là ai cũng có thể mổ được. Tuy nhiên thì nếu mà độ cận của chúng mình quá lớn thì có thể là độ cận và độ loạn quá lớn thì có thể là sẽ không thể mổ mắt được, hoặc là nếu có thể mổ thì nó cũng sẽ rất dễ bị cận lại. Vậy nên chúng mình tuy là khi mà đeo kính để mà điều chỉnh cái độ cận rồi thì chúng mình vẫn phải có một cái thói quen, xây dựng một cái thói quen là đọc sách để rồi nhìn vật, phải có một cái khoảng cách nhất định này và không khiến cho mắt chúng mình phải làm việc quá căng thẳng. Ví dụ như chúng mình nhìn vào màn hình laptop khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng thì chúng mình hãy để cho mắt thư giãn khoảng tầm 5-10 phút. Thư giãn bằng cách nào? Thì chúng mình có thể nhìn ra xa để cho cái thẻ thủy tinh nó được thả lỏng này, hoặc là nhìn vào những cái khu vực mà có cây xanh thì sẽ khiến cho mắt chúng mình nó thoải mái hơn. Được chưa ạ? Rồi, thì chúng mình đã đi xong được cái phần cận thị rồi. Vậy thì đối lập với cận thị là viễn thị, đối lập với cận thị sẽ là viễn thị. Và viễn thị này thì chúng mình sẽ thấy là gặp ở những cái người lớn tuổi như là ông bà của chúng ta thì sẽ gặp cái tật viễn thị này nhiều hơn. Và viễn thị nghe tên chúng mình đã biết là nó là cái tật mà mắt chúng mình chỉ có khả năng nhìn xa thôi. Nó rất là ngược với cận thị. Cận thị chỉ nhìn gần, không nhìn gần thì không nhìn thấy gì cả. Còn viễn thị thì chúng mình có thể tưởng tượng là chúng mình đưa quyển sách đến gần cho ông bà đọc thì ông bà sẽ không khó để mà nhìn, còn để ra xa thì lại nhìn như bình thường. Đó là tại sao, nguyên nhân gì gây ra? Thì nguyên nhân gây ra là do cái cầu mắt ngắn bẩm sinh, cầu mắt này ngắn bẩm sinh, hoặc là thẻ thủy tinh bị lão hóa, nó không thể nào mà nó tăng ra được. Đó, vậy nên là khi mà cái ảnh ấy chúng mình quan sát được từ vật nó tới màng lưới, nó lại chạy ra sau màng lưới chứ nó không rơi trúng vào màng lưới. Vậy nên là chúng mình sẽ chỉ quan sát được những cái vật mà ở xa thôi, còn ở gần thì lại khó để quan sát. Thấy chưa? Nguyên nhân là do cầu mắt, cái cầu mắt này ngắn này, hoặc thẻ thủy tinh bị lão hóa, mất khả năng phồng. Bình thường thì thẻ thủy tinh sẽ điều tiết là căng ra, phồng lên hoặc là giãn ra để mà nhìn vật, nhìn xa, nhìn gần dễ dàng. Ở người bị viễn thị thì cái thẻ thủy tinh lại bị lão hóa nên không phồng được lên nữa mà nó cứ trong tình trạng giãn thôi, và vì thế nên chúng mình không thể quan sát được những cái vật ở gần. Vậy thì đặc điểm của cái tật viễn thị là gì? Thì trái ngược với cận thị là khi mà nhìn bình thường thì ảnh của vật thì nó sẽ luôn luôn ở đằng phía sau màng lưới. Được chưa? Viễn thị thì nó ở trước màng lưới. Đó. Vậy thì chúng mình khắc phục cái tật viễn thị này như thế nào? Thì giống như cận thị, chúng mình cũng có một cái loại kính riêng cho viễn thị. Đó là kính lão hay gọi là kính hội tụ. Thì khi mà chúng mình, ông bà chúng mình đeo cái kính này vào thì nó sẽ điều tiết cái khoảng tiêu cự sao cho ảnh của vật rơi trúng vào màng lưới chứ không rơi ra ngoài nữa, và giúp cho người đeo kính có thể quan sát được vật cả xa lẫn ở gần. Rồi thì chúng mình có thể thay đổi cái hiện trạng viễn thị này bằng cách nào? Thì viễn thị thì nó không như cận thị. Cận thị thì do là chúng mình làm cho cái thẻ thủy tinh bị căng quá mức, nó mất khả năng giãn. Tuy nhiên thì ở viễn thị thì thẻ thủy tinh này nó lại bị lão hóa rồi. Đối với người già thì hầu hết là tất cả các cơ quan bộ phận trong cơ thể của những người già thì đều đã bị lão hóa rồi. Chúng mình không thể nào mà chúng mình trì hoãn được cái quá trình lão hóa đấy, đó là một quá trình tự nhiên. Vậy nên là chúng mình chỉ có thể đeo kính bằng điều chỉnh bằng kính lão để rồi thì không khiến cho mắt hoạt động quá mỏi, rồi có thể là bổ sung thêm vitamin A, những cái dầu cá vân để tốt cho mắt thôi. Được chưa? Rồi, ngoài ra thì còn có một cái tật nữa là loạn thị. Thì loạn thị thì ở đây thì cô dựa chủ yếu sang sách giáo khoa để mà trình bày cho các bạn. Tuy nhiên thì loạn thị chúng mình có thể hiểu được là nó không giống như cận thị và viễn thị. Nó sẽ là Ví dụ ảnh của vật ở đây thì khi mà chiếu tới màng lưới thì nó sẽ là hai hoặc nhiều ảnh, nó tạo ra những cái bóng chồng trên màng lưới. Và vì thế những người loạn thị nhá, nhìn một điểm sáng thì sẽ nhìn thấy rất nhiều ảnh của cái điểm sáng đấy, xung quanh cái điểm sáng đấy, được chưa? Chúng mình nếu mà chúng mình nhìn cái đèn buổi tối đi đường ấy, mà nhìn đèn xe ô tô ấy, thì, hoặc là nhìn đèn đường thì chúng mình sẽ thấy nó rất là lóa, nó sẽ rất là nhờ nhò, nó là một vòng sáng chứ chúng mình không thể nhìn rõ được đấy là một bóng đèn. Đó là biểu hiện của loạn thị. Chưa? Loạn thị thì nó sẽ thường hay đi kèm với cận thị, nó rất hay đi kèm với nhau. Vì thế là những người cận thì đa số đều bị loạn. Chưa? Rồi. Thì ở đây thì chúng mình có một cái bảng, và trong sách giáo khoa thì cũng yêu cầu các bạn điền vào cái bảng này là điền nguyên nhân và cách khắc phục của bệnh cận thị và viễn thị. Thì như chúng mình biết thì nguyên nhân của cận thị là gì? Là bẩm sinh cầu mắt dài và thẻ thủy tinh thì luôn phòng do không giữ vệ sinh. Giữ vệ sinh này là giữ vệ sinh gì? Đó là cái khoảng cách khi mà chúng ta sử dụng để mà đọc sách này, hoặc là chúng mình xem tivi, xem laptop, vân vân. Đó là không giữ vệ sinh khi mà đọc sách. Đó là nguyên nhân mà gây ra cận thị. Rồi thì cách khắc phục thì tất nhiên là chúng mình sẽ đeo kính cận, hay còn gọi là kính phân kỳ. Ngoài ra thì chúng mình vẫn phải tiếp tục xây dựng cái thói quen là phải đọc sách không được quá gần. Và tiếp theo thì không nên đọc sách này hoặc là quan sát nó, ví dụ xem tivi, xem laptop, vân vân, quá lâu, và luôn luôn để một cái khoảng thời gian nhất định cho mắt nghỉ ngơi. Rồi tiếp theo là viễn thị. Viễn thị thì nó sẽ đối lập với cận thị, cũng có hai nguyên nhân tương tự như cận thị, đó là nguyên nhân bẩm sinh và nguyên nhân sau này. Thì bẩm sinh là do cầu mắt ngắn, và thẻ thủy tinh thì bị lão hóa hay bị xẹp ấy, nó không phồng được lên. Và nó sẽ chỉ có khả năng nhìn xa. Đó là nguyên nhân gây ra viễn thị. Thì cách khắc phục thì chúng mình cũng sẽ cho người viễn thị đeo kính lão hay là kính hội tụ để mà điều chỉnh cái tiêu cự ảnh sao cho rơi đúng vào bên trong mắt. Cái phần chỉnh tiêu cự như thế nào ấy thì chúng mình sẽ tìm hiểu được kỹ hơn ở trong chương trình nhỏ vật lý lớp 9. Còn đây là sinh học nên chúng mình chỉ biết là chúng mình cần phải điều chỉnh tiêu cự thôi. Dạ. Rồi. Ngoài những cái tật về mắt này ra thì chúng mình còn có một số bệnh về mắt. Bệnh về mắt ở đây thì có vô số các bệnh về mắt, tại vì là mắt của chúng mình nó là một cái cơ quan mà tiếp xúc gần như là trực tiếp với môi trường, chỉ có thỉnh thoảng mà nháy mắt một cái, nháy mắt, chớp mắt thì nó mới đóng lại thôi, còn đâu là hầu hết thời gian trừ thời gian ngủ nhé thì mắt chúng mình sẽ tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Ở đây thì cô có kể cho các bạn một số, liệt kê ra một số những cái bệnh về mắt, như là bệnh thứ nhất là nẹo mắt này, thứ hai là đau mắt đỏ này, thứ ba là đục thủy tinh thể, và thứ tư là quáng gà. Nẹo mắt này thì gây ra do virus và khiến cho cái tuyến lệ của các bạn bị tắc và hình thành những cái nốt, người ta gọi là nẹo. Thì chúng mình cái phần nẹo mắt này có thể là khỏi sau khoảng tầm 3 đến 4 ngày. Tuy nhiên thì chúng mình không nên, như tất cả các bộ phận khác trên mặt của chúng mình thì chúng mình đều không nên xò tay, chạm tay vào, và vì trên tay của chúng mình có rất nhiều vi khuẩn có thể khiến cho cái tình trạng này nó nghiêm trọng hơn. Tiếp theo thì đau mắt đỏ. Đau mắt đỏ thì nó cũng là một loại bệnh do vi sinh vật gây ra. Và nó khiến cho mắt của chúng mình bị đỏ lên này, rồi thì thường xuyên chảy nước mắt, vân vân. Đó là bệnh đau mắt đỏ. Bệnh này thì cũng khá là thường gặp, nó có thể gặp ở khá nhiều độ tuổi. Bệnh tiếp theo là bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh này thì chúng mình gặp chủ yếu ở những người lớn tuổi. Chúng mình thấy những người bị lớn tuổi thì sẽ gặp cái bệnh đục thủy tinh thể này nhiều hơn là những người trẻ. Vì sao? Tại vì là đối với người già ấy, thì cơ thể của họ bị lão hóa, Vì thế là tất cả những cái cơ quan, những cái bộ phận trong cơ thể đều sẽ, chức năng của nó đều bị suy giảm này, rồi thì cơ năng của nó cũng bị lão hóa. Cái bệnh đục thủy tinh thể này có chúng mình bây giờ hiện tại thì có thể làm phẫu thuật để mà lấy lại thị giác. Đục thủy tinh thể thì nó sẽ có dấu hiệu đầu tiên là khó nhìn, khá mờ, và dần dần về sau nếu mà không được chữa trị kịp thời thì có thể là họ dẫn đến mù lòa, không nhìn thấy gì nữa. Vì thế nên là chúng mình cần phải cẩn thận, cái nhắc nhở ông bà cẩn thận cái bệnh này. Và tuy nhiên hiện tại thì đục thủy tinh thể thì có thể làm phẫu thuật để mà phục hồi lại thị lực, và vì thế chúng mình có thể làm cái khuyến khích ông bà làm cái phẫu thuật đó nếu mà bị bệnh này. Tiếp theo là bệnh quáng gà. Chúng mình thấy là bệnh quáng gà này thường thì ngày xưa sẽ xuất hiện nhiều, tại vì trong cái thời mà chúng mình vẫn còn, nước chúng mình vẫn còn đang bị xâm chiếm, thì ăn còn chưa đủ no, đúng không, nói gì đến phần chất dinh dưỡng. Quáng gà thì bị gây nên chúng mình thấy là chủ yếu là do bị thiếu hụt cái vitamin A. Ngoài ra thì có thể do ảnh hưởng của một số bệnh khác như là bệnh đục thủy tinh thể này, hoặc một số bệnh như cận thị, viễn thị, vân vân, thì cũng có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn. Và đây là tầm nhìn của một người bình thường này, còn đây là tầm nhìn của một người bị quáng gà. Thì đối với người bị quáng gà ấy, thì khi mà về đêm ấy, về buổi tối thì cái tầm nhìn của họ sẽ bị giới hạn, rất khó để mà nhìn ban đêm, dù là mặc dù có đèn đường nhá, họ vẫn không thể nhìn được, và tất cả mọi thứ như là chìm trong bóng tối. Chúng mình có thể khắc phục dần dần bằng cách là bổ sung vitamin A cho mắt để mà cải thiện cái tình trạng quáng gà. Ngoài ra thì còn có một cái bệnh hết sức phổ biến nữa trong cái bệnh về mắt này, đó là bệnh đau mắt hột. Bệnh này thì nó cũng do vi sinh vật gây ra. Tại sao mà không lấy hình lên trên đây? Tại vì là cô đã tìm hình cho các bạn, nhưng mà hình nó khá là ám ảnh. Và nếu mà bạn nào mà có cảm thấy muốn thử sức thì có thể lên Google tìm thử. Còn vì là hình nó không được đẹp mắt lắm, vì thế nên là cô sẽ không chiếu cho các bạn xem, được chưa? Rồi, thì cái bệnh đau mắt đỏ đấy thì nó có... bệnh đau mắt hột đấy thì nó có thể là lây qua khi mà chúng mình dùng chung cái ví dụ khăn rửa mặt, đồ rửa mặt với người bị bệnh, thì nó có thể lây qua tỉ mắt, lây qua những cái đồ vật vệ sinh chung đó, lây sang cho người bình thường. Và cái bệnh đau mắt đỏ này thì có nghĩa là nó hết sức khó chịu, tại vì là đau mắt hột nó sẽ hết sức khó chịu, tại vì là ở trong mắt, trong mí mắt của chúng mình này, nó sẽ bị nổi những cái hột cộm lên, giống như kiểu đầu hạt gạo ấy, nó rất là đáng sợ. Và vì thế chúng mình cần phải vệ sinh mắt cẩn thận nhé. Thường xuyên sử dụng, nếu mà các bạn không yên tâm về những cái sản phẩm thuốc nhỏ mắt ở trên hiệu thuốc, ví dụ là có rất nhiều cái loại thuốc nhỏ mắt khác nhau và chúng mình không chắc là lạm dụng nó có tốt hay không, thì các bạn có thể mua cái nước rửa mắt sinh lý của trẻ con, có nồng độ muối là khoảng 0,9% thì nó sẽ an toàn hơn. Đó, chúng mình sử dụng cái đó để rửa mắt thì sẽ giúp cho chúng mình, mắt của chúng mình được làm sạch thường xuyên và khỏe hơn, được chưa? Rồi, vậy thì chúng mình cần lưu ý những điều sau đây sau khi mà học cái phần 2 các bệnh về mắt. Đó là thứ nhất là một số bệnh thường gặp về mắt như là đau mắt đỏ này, đau mắt hột này, rồi thì lẹo mắt, vân vân. Nguyên nhân thì có là thể là vi khuẩn gây bệnh về mắt này, rồi thì môi trường sống không sạch sẽ, thường xuyên dụi mắt, tại vì trên tay của mình có rất nhiều vi khuẩn. Có rất nhiều, và tay của chúng mình thì thường xuyên phải tiếp xúc với rất nhiều các bề mặt khác nhau. Vậy nên là nếu mà chúng mình dụi mắt thì sẽ đưa cái vi khuẩn đấy trực tiếp vào trong mắt của mình và sẽ gây viêm nhiễm, rồi thì gây rất nhiều các bệnh về mắt. Và những cái hậu quả mà bệnh về mắt gây ra có thể là tổn thương mắt và thậm chí là dẫn đến mù lòa. Vậy chúng mình cần phải phòng tránh như thế nào? Đầu tiên là nhất định là phải giữ vệ sinh mắt, và phải dùng riêng những cái dụng cụ vệ sinh như là khăn rửa mặt, rồi chậu rửa mặt, vân vân. Có lẽ là chậu rửa mặt thì bây giờ chúng mình ít dùng, ngày xưa thôi. Tuy nhiên thì nếu mà phải đi quân sự chẳng hạn thì chúng mình có thể dùng riêng chậu rửa mặt, khăn rửa mặt. Và nếu mà đã bị bệnh về mắt rồi thì chúng mình nên đi khám bác sĩ và phải tuân theo các chỉ định, các phác đồ điều trị của bác sĩ để mà nhanh chóng lấy lại thị lực và bảo vệ được mắt. Tiếp theo thì có thể là đi khám sức khỏe thường xuyên để mà phát hiện ra những cái vấn đề gì không chỉ về mắt mà còn những vấn đề khác về sức khỏe để mà có thể chữa trị đúng cách. Được chưa? Rồi, đây những điều cần nhớ nhá. Về nhớ phải làm cái vệ sinh mắt này, hàng ngày phải làm là nhỏ nước muối sinh lý để rửa mắt, được chưa? Rồi, bây giờ chúng mình đi đến phần tổng kết. Hôm nay chúng mình đã học những cái gì? Đầu tiên là chúng mình học các tật về mắt thì có cận thị và viễn thị. Ngoài ra thì còn có cả loạn thị. Đây, loạn thị đây là chúng mình nhìn, ví dụ nhìn một con chim thì ở cái màng mắt của mình này nó sẽ có đến 3-4 con chim chẳng hạn. Đó là loạn thị, nhìn một ra ba, có thể là hiểu là trông gà hóa quốc đó. Cận thị là tật mà mắt chỉ có thể nhìn gần, ảnh của vật thì sẽ rơi trước màng lưới. Viễn thị là cái tật mà chỉ có thể nhìn xa và ảnh của vật sẽ rơi sau màng lưới. Cận thị gây ra do cầu mắt, dài bẩm sinh và do không giữ vệ sinh khi đọc sách. Viễn thị gây ra do cầu mắt ngắn bẩm sinh và do cái mắt bị lão hóa và thẻ thủy tinh thì mất khả năng phòng. Loạn thị thì do loạn thị thì là bệnh mà liên quan đến cận thị hoặc viễn thị. Nói chung là trông gà hóa quốc. Tất cả các tật về mắt này đều do ảnh của vật nó không thể rơi trúng màng lưới hoặc là tạo ra quá nhiều ảnh trên màng lưới, được chưa? Rồi, thì khắc phục bằng cách nào? Thì chúng mình sẽ khắc phục bằng cách xây dựng một cái thói quen đọc sách, thói quen sử dụng mắt một cách hợp lý, không khiến cho mắt quá căng thẳng. Tiếp theo thì đeo kính. Tất nhiên rồi, chúng mình cận thì đeo kính cận. Còn ông bà chúng mình mà bị viễn thị thì sẽ đeo kính lão. Rồi, ngoài ra thì chúng mình còn học các bệnh về mắt. Các bệnh về mắt thì chúng mình có khá nhiều các bệnh về mắt thường gặp, ví dụ như là đau mắt đỏ, đau mắt hột, nẹo mắt, rồi thì đục thủy tinh thể, vân vân. Chúng mình đa phần những cái bệnh về mắt đó gây ra cho vi sinh vật, hoặc có thể là vi khuẩn, virus đó. Và do cái thói quen là có thể chúng mình dùng chung dụng cụ vệ sinh, nó khiến cho chúng mình lây những cái tác nhân gây bệnh từ những người khác. Và chúng mình cần phải làm gì? Vì là những cái bệnh về mắt này có thể gây tổn thương mắt, thậm chí dẫn đến mù lòa. Vì vậy nên chúng mình cần phải có một cái thói quen vệ sinh mắt này, rồi thì không dùng chung những cái vật dụng vệ sinh. Ngoài ra thì nếu mà thấy mắt có cái dấu hiệu gì mà không ổn thì nên đi khám bác sĩ ngay và phải tuân theo cái sự dặn dò của bác sĩ để mà điều trị sao cho dứt điểm và khỏi hẳn. Rồi, thì nội dung bài học của chúng mình hôm nay đến đấy. Bây giờ thì chúng mình sẽ đến với phần củng cố. Câu hỏi thứ nhất của chúng ta như sau. Viễn thị có thể phát sinh do nguyên nhân nào dưới đây? 1 là do cầu mắt quá dài, 2 là do cầu mắt ngắn, 3 là do thẻ thủy tinh bị lão hóa và 4 là do thường xuyên nhìn vật với khoảng cách quá gần. A là 1, 3, 4, B là 2, 4, C là 1, 2, 3 và D là 2, 3. 1 là do cầu mắt quá dài. Chúng mình nhớ là đây là viễn thị. Và đặc điểm của viễn thị là cái ảnh của vật thì nó sẽ rơi ra trước hay là ra sau màng lưới nào? Đối với viễn thị thì ảnh của vật sẽ rơi ra sau màng lưới và chúng mình sẽ chỉ có thể nhìn xa. Vậy nên là cầu mắt phải ngắn thì ảnh của vật mới rơi ra sau màng lưới được. Vậy thì một loại này, một sai chúng mình loại A và loại C. Tiếp theo là do thẻ thủy tinh bị lão hóa. Cái này thì chắc chắn rồi, tại vì là chỉ có hầu hết là những người già thì mới bị viễn thị thôi, đúng không ạ? Vậy thì đáp án của chúng mình là đáp án 2 và đáp án 3. Vậy thì ý đúng là đáp án D. Nguyên nhân gây ra viễn thị có thể là do cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc là do thẻ thủy tinh bị lão hóa, mất khả năng phòng. Rồi, câu thứ 2. Để phòng ngừa các bệnh về mắt do vi sinh vật gây ra, chúng ta cần lưu ý điều gì? A. Lò nhỏ mắt thường xuyên bằng nước muối sinh lý 0,9%. B. Là hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh. C. Là hạn chế sờ tay lên mắt, dụi mắt. Và D. Là tất cả các phương án trên. Cái này rất dễ chọn rồi đúng không ạ? Tại vì tất cả những cái phương án này đều giúp chúng ta bảo vệ được mắt tránh khỏi các tác nhân gây bệnh. Vậy thì đáp án đúng của chúng mình là đáp án D. Rồi, câu 3. Trong các bệnh về mắt, bệnh nào là bệnh phổ biến nhất? A. Là bệnh quáng gà. B. Là đau mắt hột. C. Là đục thủy tinh thể. Và D. Là thoái hóa điểm vàng. Cái này thì chúng mình có thể quan sát trong sách giáo khoa. Cái phần nội dung trong sách giáo khoa phần 25A ấy, thì nó sẽ nói rõ cho chúng ta biết là hiện nay nhá, bệnh phổ biến nhất về mắt là bệnh đau mắt hột. Bệnh quáng gà này thì do chúng ta không thể cung cấp đủ cái lượng vitamin A cho mắt. Ngoài ra thì còn có thể ảnh hưởng do một số các bệnh về mắt khác. Tuy nhiên chủ yếu là do mắt chúng mình thiếu vitamin A. Vậy thì bệnh quáng gà này sẽ hay xuất hiện ở những người mà thiếu vitamin A. Nhưng bây giờ thì chất lượng cuộc sống của chúng mình được cải thiện khá nhiều. Vì vậy nên là cái bệnh quáng gà này thì cũng cái sự tần suất xuất hiện của nó thì cũng không quá lớn. Tại vì là ngoài phụ huynh tự mua vitamin cho trẻ em uống thì còn có những cái đợt phát vitamin của phường. Đó, có những cái chương trình uống vitamin cho trẻ em vào những cái ngày ví dụ mùng 1 tháng 6 ấy, thì thường trẻ em thường được phát để mà uống tránh những cái bệnh về mắt. Đục thủy tinh thể thì chủ yếu xuất hiện ở người già, tương tự như thế thì thoái hóa điểm vàng cũng vậy. Rồi, thì bệnh về mắt phổ biến nhất sẽ là bệnh đau mắt hột. Và bệnh này thì khá là dễ lây nếu mà không có biện pháp phòng tránh đúng cách. Được chưa? Phòng tránh đúng cách là gì? Là không dùng cái dụng cụ vệ sinh cùng người mà bị bệnh ấy. Tại vì là nó sẽ bị lây qua đường dỉ mắt này. Được chưa? Rồi, thì nội dung bài học của chúng mình hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Kết thúc thật rồi. Về nhà thì các bạn nhớ xem lại cái nội dung bài học ngày hôm nay và đọc trước nội dung bài học tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.